Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh YouTube của Thọ Outdoor Phóng nhá. Và trước khi đi qua thì các bác nhớ đăng ký kênh và nhấn nút chuông giúp em nhá, để không bỏ lỡ qua video của bên em. Số điện thoại 0939612666 chính là số điện thoại bán hàng trong video này. Vâng, ngày hôm nay em sưu tầm được vài cây vang cơ lai số thương hiệu EV hàng xịn đến từ Hồng Kông các bác nhá. Một thương hiệu đến từ Hồng Kông, một thương hiệu chuyên sản xuất những cái dòng loa high end rất là nổi tiếng các bác nhá. Hồng EV này, mã đó là DP6, một con vang cơ lai số coi nhá, đến từ Hồng Kông, chạy chip của Nhật Bản đâu nhá. Yamaha Japan các bác nhá, chạy chip của Nhật Bản, chạy nguồn xung đáp ứng được giải điện từ 90V cho 240V, có nghĩa là giải điện trong từ yếu đến khỏe 90V cho 240V chơi được hết các bác nhá. Ok, và các bác nhìn từ linh kiện nó toàn là linh kiện cao cấp các bác nhá, tụ nhôm rất là cao cấp. Hai các bác nhìn này, đó, các bác nhìn là rất cao cấp, đó, rất cao cấp câu nha. Đấy, đầy đủ eco dì vọt đấy, trồng hú 3 cấp. Và bác nào hỏi có cổng quang không thì em trả lời các bác là không có cổng quang và cũng không có bluetooth luôn. Và bluetooth thì khẳng định cho các bác là 99% là rằng vang bãi nó không sử dụng bluetooth coi nha. Cổng quang thì sẽ có con có hay không, nhưng riêng bluetooth thì không có coi nha. Con này chơi 2 mic sau, có 3 mic trước, tổng tất cả là 5 mic tất cả coi nhá, 5 mic tất cả, đấy, 5 mic tất cả, ok. Đấy, đầu cầu vào này, 1, 2, 3, 3 ngó vào, 4 ngó ra bông sen này, 1, 2, 3, 4 này, 1, 2, 3, 4, 4 ngó ra bằng ca lông, coi nhá. Hai khẩu chính, một khẩu sen, một khẩu súp, đấy. Vang nhại con này thì nó thật các bác là miễn bàn giúp em. Lên 1, 2, 2, 6, 7, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6. 1 2 2 6 7 7 2 6. Bác nghe chưa? Một cái tính vang nhã eco không lẫn vào đâu được luôn. Dòng này là dòng huyền thoại V1 các bác nhá. À, máy V1. Thế là thật sự các bác là cái dòng này những bác nào mà không thích chỉnh chọt linh tinh gì nhiều ấy thì gặp những em này thì là tuyệt vời quá trời luôn. Bởi vì cái dòng này các bác nhìn này, chỉnh nó cực kỳ đơn giản này. Đấy. Thì pit delay eco này, dì vọt này. Đấy, bát trung check này. Đấy, các bác nhìn chưa? Đấy, và trục chắc chẳng có gì cả, cực kỳ dễ chỉnh, dễ chơi. Như bác nào không thích chỉnh chọt cầu kỳ gì nhiều hay thích hát moreno nhẹ nhàng ngọt ngào thì gặp những em như thế này thì tuyệt vời mà trời luôn. Chứ không phải là những con vang đời cao rồi thế này thế kia mới là hay. Đôi khi vang chúng ta cầm chủ được nó, khống chế được nó, đấy, làm chủ được nó thì nó sẽ hay. Một con vang nhiều tiền hết tiền nó cũng chưa phải vấn đề các bạn. Đấy, bác nào thích eco thì mua những con vang nào nó có thêm mạnh eco. Nhưng bác nào có thích tinh chất dì vọt thì bác nào mua con nào chuyên về dì vọt hay hơn thôi nhá, chứ không phải là nhiều tiền hết tiền đâu. Thế là em chia sẻ thật lòng ấy, bởi vì em cũng làm vang cũng khá là lâu rồi, cả chục năm nay rồi. Đấy, những dòng này thì nó thích hợp với những người không thích chỉnh chọt thì nhiều, thích eco nhiều, thích vang nhại quẹ, thích dẻo, thích dễ chơi. Đấy, là những dòng này thì tuyệt vời mà trời luôn thôi nhá. Đấy, dòng này thì tuyệt vời luôn. Các bác nghe tính của nó thì quá tuyệt vời luôn. Lên 6 7 7 2 2 6 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
rất là ngọt ngào. Đấy, tuyệt vời luôn. Màu này là màu đỏ đô các bác nhá, màu đỏ đô cực kỳ hiếm luôn các bác nhá. Dòng này lâu lắm rồi mới gặp các bác nhá. Màu đỏ đô đẹp cực kỳ luôn, bóng lừ các bác nhá. Đấy, ok. Và một con như thế này thì bên em đang bán cho tất cả các bác, giá của em nó chỉ là 1.100.000 đồng một con thôi các bác nhá. 1.100.000 đồng một con. Em bao ship cho anh em và bảo hành 1 tháng cho anh em luôn các bác nhá. Đấy, máy móc rất là mới, rất là đẹp các bác nhá. Rất là chất luôn. Chạy nguồn xung. Đấy, chơi được các loại điện luôn. À, dễ chỉnh, dễ chơi, phù hợp với những anh em nào mà không thích chỉnh thuật gì nhiều, thích eco vang nhại, ngọt ngào các bác nhá. Đấy. Chứ các bác cứ nghe tính chất con này mà nó ok phát thì các bác cứ gọi điện thoại trực tiếp cho em bằng số điện thoại 0939612666 hoặc Zalo các bác nhá. Đấy, ok. Rất dễ chơi, dễ chỉnh. Đấy. Vang nhại hay. Lên 1 2 6 7 2 2 6 1 2 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